Chị rất là thấm thía một câu nói của sếp chị, đấy là làm pháp chế thì đừng bao giờ đẩy mình vào tình trạng nguy hiểm. Câu đấy hay cực kỳ luôn ý, trời ơi, rất là hay. Chị lấy ví dụ như là chị biết chắc là khi mà không đàm phán được cái điểm này thì phải đưa ra vấn đề, và nếu mà không có giải pháp thì phải chặn luôn cái giới hạn trách nhiệm của mình. Còn nếu mà không thì vượt qua thì là mình đang đẩy mình đang trong tình trạng nguy hiểm, là phía mình. Và khi mà mình không bảo vệ được mình thì mình sẽ không bảo vệ được doanh nghiệp của mình. Đấy. Lúc nào như kiểu giống như là em đi máy bay đúng không? Thì khi mà máy bay rơi vào trong những cái trạng thái khẩn cấp chẳng hạn, thì người ta luôn luôn có cái câu đầu tiên là hãy đeo mặt nạ phòng hộ cho mình trước rồi Đúng rồi, mới cho giúp người bên người cạnh, khác. đúng rồi, kể cả em bé hoặc con mình, thì mình phải sống trước, mình phải cứu mình trước thì mình mới cứu được người khác. Thì cái câu đấy ấy, nó rất là thấm, là luôn luôn là đặt mình trong tình trạng An an toàn. toàn. Thì khi mình an toàn thì mình mới nhìn ra được, mình mới bảo vệ được người khác. Chứ mình còn không an toàn, mình còn trong tình trạng nguy hiểm thì làm sao mình bảo vệ được ai, hoặc là mình sao là mình cứu được ai.